để ý nha, tại vì trước 10 giờ chứ không giờ không cho ta ăn đúng mùa nắng. Thật ra mình hơi trễ xíu. Tại vì mình đúng mùa nắng ăn cũng khó chịu lắm. Rồi mình không đem dù lên đây thì sao lỡ không sao. Nhưng quay cảnh mấy em đứng nhìn đó nha. Hehehehe